Khả Ngân nắm tay Nhan Phúc Vinh đứng đầu hạng mục diễn viên nam, nữ ấn tượng của VTV Award. Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh là cặp đôi diễn viên đứng đầu vòng 1 của VTV Award trong hạng mục diễn viên nam, nữ ấn tượng. Mới đây, vòng 1 của chương trình ấn tượng VTV, VTV Award đã chính thức đóng lại. Những cái tên dẫn đầu tại vòng 1 cũng đã lộ diện và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của công chúng trên các diễn đàn phim ảnh. Theo như kết quả được công bố, đứng đầu ở hạng mục diễn viên nam ấn tượng năm nay là Nhan Phúc Vinh với số lượt xem là 1.619.213. Anh được đề cử nhờ vai diễn quân trong bộ phim truyền hình Đình Đám Đừng Là Mẹ Cáu có sự tham gia diễn xuất của Quỳnh Quân. Nhiều khán giả phải thừa nhận rằng Nhan Phúc Vinh rất xứng đáng với vị trí đứng đầu. Trong khi đó, ở hạng mục diễn viên nữ ấn tượng người đứng ở vị trí đầu tiên là Khả Ngân với 7.845.097 lượt xem. Cô nàng được đề cử nhờ vai diễn cô dâu Út Trâm Anh trong bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đóng cặp cùng người tình màn ảnh Thanh Sơn. Cả Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân đều được nhận xét là xứng đáng với vị trí dẫn đầu của vòng 1 chương trình ấn tượng VTV, VTV Award. Hai diễn viên này đã có màn thể hiện rất ấn tượng qua vai diễn Quân và Trâm Anh trong năm vừa qua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả vòng 1. Liệu Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân có thể chiến thắng tiếp trong vòng 2 hay không vẫn còn là ẩn số lớn. Ngoài ra, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình cũng dẫn đầu ở hạng mục phim ấn tượng với 933.245 lượt xem. Đây là một trong những bộ phim khiến khán giả mất ăn mất ngủ ngóng đợi các tình tiết trong thời gian trước. Được biết ở vòng 2, kết quả bình chọn của khán giả sẽ hoàn toàn quyết định chủ nhân chiến thắng của hạng mục diễn viên nam, nữ ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.